Nay thì em đang đi thu cỏ. Cỏ này thì em đang mua tại tại vườn. Cỏ này về em ủ. Ủ cỏ và giao cho những cái trại nuôi bò vỗ béo. Anh chị nào có nhu cầu bán cỏ voi này thì liên hệ với em ha. Ở huyện Ba Chi. Đây, em đang đi thu cỏ nè. Dạo đầu cho máy xay. Rồi chuyển về ủ. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em xin phép lên video này và báo giá hai con bò. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của hai con bò cái tơ đang mang thai lứa đầu nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đây có một con bò Bull Line Red Man đầu chuỗi rất là tốt bò ha. Về từ cái màu lông nè, rồi rúng nè, và chân móng ở đây là móng sò, màu lông da thì màu đỏ bánh mì khét của chính chị và các bạn, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha, chân móng đi đứng thì hoàn thiện, quà rất là to và xương chậu khá là rộng, rất là thích hợp để cho bà con cô bác quý anh chị chúng ta chăn nuôi nè, làm bò nền bò sinh sản ha. Con này thì nó chuẩn nền rồi, từ yếm rúng nè, từ đầu cổ nè, từ sái tích, nói chung là không có tì vết gì hết, không có giá đốm không gì hết nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đầu thì là đầu trụi rất là tốt luôn. Đây con này thì với một cái dốc dáng khung tàn thì chiều cao của nó phía sau khu tầm khoảng 1m3 bò và tình trạng rất là háo ăn, anh chị thấy không, nó đang cạp cỏ rất là miệt mài. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị, sai lưng sai mặt nói chung là hoàn toàn nghiêm chỉnh, không giá đốm gì hết. Rúng thì là rúng chèn, chân thì là móng sò sò chấm nha anh chị. Đó, con này thì đang mang thai được 6 tháng 5 tháng mấy à. Và kế bên đây thì cũng có được một con bò Bosinter. Con Bosinter này cũng đang mang thai lứa đầu của chính chị các bạn ơi, với một chút dáng khá là đẹp, dậu yếm khá là tốt ha. Rúng ở đây là rúng chiền, chân là móng sò, mình coi nè, rúng nè của chính chị các bạn, coi dần rúng nè, rúng chiền nè ha, dậu yếm khá tốt luôn. Con này thì cũng là tơ đang mang thai lứa đầu đó, mình coi cái dàn yếm của nó nè, là phạt ha, rúng của nó nè, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Con này thì mang thai được 3 tháng rưỡi. Đó, sái lưng nè, sái mặt nè, đó này sái mặt ha, đây mình coi sái lưng, lưng này là lưng đôi nha, lưng vai rất là lực luôn. Đây anh chị xem cảm thấy thích muốn mua cái đôi bò này thì liên hệ ngay và liền với em, và xin thông báo đến bà con cô bác anh chị cái mức giá của đôi bò này. Đôi bò này có mức giá là 55 triệu, 55 triệu chốt giá nha anh chị, chốt giá 55 triệu. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ ngay và liền vào số điện thoại của em nè. Nếu như mà bán lẻ thì con này 27 triệu 500, con này là 27 năm bán lẻ nha, thì con này 27 năm, con này 28 triệu. Đó, nếu mà bán lẻ thì con này 28 nè, còn con này 27 triệu 500. Bò thì nói chung là rất ư là đẹp, lưng vai lực cấp mình nè, rồi chân móng hình ảnh nói chung là hoàn thiện, không áp xe không trật lỗi gì hết, và rất là mong sớm nhận được gọi từ bà con cô bác anh chị để chốt được đôi bò này mua về nuôi phát triển kinh tế ha. Đôi bò tơ và hiện đang mang thai lứa đầu nó, với một cái dốc dáng này, hình ảnh này, về chân móng, về cấp mình, về sái tích và màu lông da, kèm theo về những cái chế độ như là bao chữa và bao khám lại khi mà anh chị chúng ta 3 ngày mình nhận bò mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám lại coi bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị ha. Đôi bò này là đôi bò tơ đang mang thai lứa đầu nha cô chú anh chị các bạn. Con này bao chữa 5 tháng 5 tháng rưỡi, còn con kia bao chữa 3 tháng rưỡi ha. Con bên kia nếu mà tách ra thì con bên kia nó có giá là 27 triệu, còn con này có giá là 28 triệu nha. Cặp này chốt giá 55 triệu nha cô chú anh chị các bạn nha. Chân móng nè, mình kiểm tra cho kỹ giùm em nha. Rúng nè, cấp mình nè. À, rất là tốt luôn. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua, muốn sở hữu đôi bò này thì mình có thể liên hệ ngay và liền với em vào cái số điện thoại của em 0383 777 696 để được chốt đôi bò này. Có thể chốt đôi bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Này. Bò rất tốt nha. Hai con bò cái tơ đang mang thai.
hai con cái tơ đang mang thai. Chiều cao của nó thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bà con cô bác anh chị liền, để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta quyết định coi mình có nên mua đôi bò này hay không về để nuôi phát triển kinh tế ha. Đôi bò này là đôi bò cái tơ chuẩn nền, có thể phối được tất cả các dòng bò như là ba b kem pháp hay là bosin hay là redman. Nói chung là nó không có kén chọn cái dòng bò nào hết, nên chị có thể mua cái dòng này về để chúng ta làm bò nền rất là tốt luôn ha, với một cái quả đầu khá đẹp nè. Anh chị thấy không, màu lông da thì khỏi chê rồi, rất là tốt bò luôn đó. Rồi ba trời, cái bò quá ưng ý. Rồi thì bây giờ em đo thử chiều cao cho bà con cô bác anh chị xem ha. Hai con này nó cũng 90 với nhau đó, chiều cao ha. Đo thử cô chú anh chị các bạn xem luôn nè. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m3 nha cô chú anh chị các bạn nha. Hai con nha, hai con này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3 bò. Và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để chốt được đôi bò này. Bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, quý anh chị và các bạn ở video kế tiếp.